Hỏi, nếu vì cơ hiểm, thức Samana há lại không gây cơ hiểm? Đáp, thức Samana chưa thọ cụ túc. Ví như trẻ con cũng như người giúp việc, tuy có tội uế, người ta không cơ hiểm. Thức Samana ấy có hai hạng. Một là đồng nữ 18 tuổi thọ 6 pháp, hai là 10 tuổi gả chồng được thọ 6 pháp. Nếu thọ cụ túc thì phải ở giữa hai bộ tăng sắm đủ năm y và bình bát. Tỳ kheo ni làm hòa thượng và giáo sư, tỳ kheo làm giới sư. Ngoài ra đúng như phép thọ giới, nói lược thì có 500 giới, nói rộng thì có 8 vạn giới, thì kiết ma lần thứ 3 sau là được vô lượng hoặc y thành tựu tỳ kheo ni. Tỳ kheo thời có ba y và bình bát, ba sư, 10 tăng đúng như pháp thọ giới, nói lược có 250 giới, nói rộng thời có 8 vạn giới. Khi kết ma lần thứ ba xong là được vô lượng luật nghi thành tỳ kheo, gọi chung là giới ấy là thi la. Hết cuốn 13 theo bản Hán. Cuốn 14 giải thích thi la ba la mật. Hỏi, đã biết tướng của thi la, thế nào là thi la ba la mật? Đáp, có người nói Bồ Tát trì giới thả tự bất thân không hủy phá giới nhỏ ấy là thi la ba la mật. Như trên ở trong kinh Tô Đà Tô Ma Vương nói, không tiếc thân mạng để toàn cấm giới như tiền thân Bồ Tát, đừng làm rồng độc sức mạnh. Nếu chúng sanh nào ở trước mặt mà thân được yếu thì lấy mắt nhìn liền bị chết, còn thân được mạnh thì phun hơi đến liền bị chết. Rồng độc ấy thọ giới một ngày, xuất ra cầu yên lặng đi vào giữa rừng cây tư duy, lâu quá mệt mỏi mà ngủ. Theo pháp của rồng thì khi ngủ hình trạng như rắn, thân có vân vẻ sắc màu bầy báu. Người thợ săn trông thấy kinh dị vui mừng, tự nói rằng lấy thứ gia hiếm có khó được này đem dâng quốc vương để phục sức chẳng nên ư. Vì vậy liền lấy gậy đè đầu, lấy dao lóc ra. Rồng tự suy nghĩ, sức ta làm gì không được, lật nhào cả nước này như lật bàn tay. Người này bé nhỏ sao dám làm khốn ta, nhưng ta này vì trì giới không kể thân này nên theo lời Phật. Thế nên tự nhẫn mắt không nhìn, ngậm hơi không thở, thương xót người ấy. Vì trì giới mà một lòng chịu cắt xẻ, không sanh tâm hối hận, đã bị mất da thịt đỏ nằm trên đất, lúc gặp trời rất nóng. Quay lăn ra đất, muốn đi đến chỗ nước lớn, lại thấy các tiểu trùng giúp an thân mình, mà vì trì giới nên không dám động. Tự suy nghĩ, nay thân này của ta có thể thí cho các loài trùng là vì Phật đạo, ngày nay lấy thịt thí để làm sung túc cho thân nó, ngày sau thành Phật sẽ lấy pháp thí để làm lợi ích cho tâm nó. Thể nguyện như vậy rồi thân khô mạng chết, đến sanh lên cõi trời đau lợi. Thứ hai, rồng độc bấy giờ chính nay là Thích Ca Văn Phật, người thợ săn chính nay là Đề Bà Đạt Đa và Lục Sư vậy. Các tiểu trùng chính là 8 vạn chư thiên bát đạo khi Đức Phật Thích Ca Văn Sơ chuyển pháp luân. Bồ Tát hộ giới không tiếc thân mạng, quyết định không hối tiếc. Việc như vậy ấy gọi là Thi La Ba La Mật.